vọng. Mưa trên rừng, mưa về thành xưa hằng lòng son, sao bóng anh vẫn còn xa xăm, để âm thầm ai chờ chờ ai héo lòng. Mình vừa nghe một đoạn nhạc qua đĩa CD nha, thì bây giờ em sẽ bỏ tiếp một đĩa thứ hai, đó là đĩa DVD. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Bioner BR7DV. Dàn này full chức năng gồm có đĩa đọc tốt, đĩa DVD, CD, MD. Và ngoài ra thì phía sau dàn này nè, có hỗ trợ ngõ optical in và out. Mình dùng giải mã DC, dùng làm DAC kết nối Max TV qua tính hiệu quang. Do đọc đĩa được, đọc được đĩa DVD thì đây là ngõ xuất hình lên TV. Đây là nơi cắm anten AM FM, FM là 90 nha. Công suất âm ly tương đối khá lớn, lên tới 78W. Canh tưởng tượng trong phân khúc mini mà âm ly lên tới 78W là cao ngất ngưỡng trong phân khúc mini. Đây là ngõ AUX, hai đầu Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Loa theo dàn Pioneer V7, công suất loa là 50W trên cặp loa. Đây là tổng thể mặt sau góc cạnh của loa nha. Âm ly đầu nằm, phía trên là nó phủ một lớp bóng như là chụp một tấm mica nha, không phải gương. Phía trên như vậy, nhìn rất đẹp. Phía trước này màu thì mình có thể chỉnh được. Đây, những cái màu sáng thì mình chỉnh được. Ở dưới này nó có chữ color thì mình chỉnh được. Phía này thì có ngõ cắm mic, cắm phone. Sorry, không phải cắm mic mà là cắm phone nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua đĩa DVD nha. Nãy thì mình nghe CD, bây giờ mình nghe DVD. Tạm dừng chút xíu. Ơi sorry, trời ơi, em qua bên MD luôn. Em quay lại DVD. Điều đặc biệt là DVD nó nhớ bài. Hồi nãy em bắt bài số 4 của Lê Bảo Bình, thì bây giờ em lay nó sẽ về bài số 4 luôn. Nó có chức năng ghi nhớ bài hát á. Bài nào mình nghe gian dở là tới đó nó hát tiếp. Một chức năng em nghĩ rất là tiện để mình nghe tiếp những cái bài mình còn gian dở. Chiều cao của loa là 24cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 55cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu một cục để nguồn, mua dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ với em nha. Bên em ship hàng toàn quốc và bưu điện, mình nhận hàng tại nhà. Vui lòng cọc giúp em 300.000 để em ship bộ dàn này tặng nhà cho mình. Phần còn lại bưu điện sẽ phụ hộ cộng phí ship. Gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo giúp em 0931008099. Kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình xem trước khi mình mua hàng. Mình sẽ qua MD nha. Em sẽ lấy đĩa ra. MD là đĩa của Nhật, có tuổi thọ rất là bền. Mình có thể xóa nhạc, chép nhạc thoải mái trên cái đĩa MD này. Và bên em có bán MD có chép theo cầu. Các anh thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ để em chép nhạc vào MD cho mình. Bây giờ mình sẽ nghe bài số 7 đi. Thank you.
là dàn này hoàn hảo các chức năng. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì cứ liên hệ với bên em nha. Tìm nhau trong mơ dắt nhau sang.